Yeah. Mình nhìn khi quay MV của Đen Vô Chống Tìm, mình nhìn thấy cái cảm thấy cái vibe nó rất là nó rất là deep, nó sâu lắm. Nên là cái kỷ niệm của Amandine khi quay cái MV đó nó rất là sâu. Rất là ấn tượng ha. Rất là ấn tượng. Ấn tượng. Yeah, yeah. Ok. Đen Vô.